Nếu như cái di sản mà người chết để lại á không có người nhận thì nó sẽ thuộc về ai? Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng giải đáp một câu hỏi thắc mắc từ một vị khán giả sau khi xem những cái video clip về di chúc. Đó là câu hỏi là trong trường hợp nếu như cái di sản mà người chết để lại á không có người nhận thì nó sẽ thuộc về ai? Thì không có người nhận như thế này sẽ chia làm 3 trường hợp nha các bạn. Trường hợp thứ nhất là không có người nhận theo di chúc, tức là sao? Tức là di chúc không hợp pháp nè, hoặc là người để lại di chúc không có chỉ định cái người nào được hưởng thừa kế hoặc là được quyền nhận cái phần di sản đó trong cái di chúc. Và trường hợp tiếp theo đó là cái trường hợp đối với thừa kế theo pháp luật. Nếu mà không có di chúc mà thừa kế theo pháp luật thì những cái người thừa kế theo pháp luật này không còn tồn tại hoặc đã chết trước đó rồi. Và những trường hợp cuối cùng là những trường hợp liên quan đến từ chối hưởng di sản và bị truất quyền thừa kế. Này, khi mà chúng ta xác định được là đối với một khối di sản để lại mà không có bất kỳ một cái người nào nhận, là không có người thừa kế theo pháp luật nào, cũng không có người thừa kế theo di chúc, hoặc có nhưng mà những người này đã bị tước cái quyền hưởng di sản rồi, hoặc thậm chí là họ đã từ chối, thì lúc này chúng ta xem như cái khối di sản đó là cái khối đang vô chủ, thì nhà nước sẽ là cái chủ sở hữu của cái khối đó. Đó, thì cái này nó đã được quy định rõ trong một cái điều khoản của luật, thì Phúc có link ở trên đây rồi thì các bạn có thể xem. Như vậy là chúng ta đã giải đáp một cái câu hỏi thắc mắc của các bạn khán giả khi xem những cái quy định pháp luật về di chúc rồi ha. Thì hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có thêm những kiến thức pháp luật về di chúc, và nếu như bạn nào có bất kỳ thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới thì chúng ta sẽ cùng tranh luận và Phúc sẽ giải đáp cho mọi người ha.